Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2020, 4 giờ Bắc Mỹ Mountain Time. Thì nói chung hôm nay cũng bắt đầu bước vô tháng 9, thì tình hình bệnh dịch Corona ở bên Mỹ vẫn còn nhiều khó khăn. Số người chết gần 190 người, số người bị nhiễm hiện nay là hơn 6.200.000 người. Riêng về kinh tế Mỹ thì nói chung trong lúc này thì phải thắt lưng cọc bụng thôi, bởi vì cái vấn đề đại dịch nó đã khiến cho cái vấn đề nhiều hãng xưởng, công ty và nhất là bên tiểu thương họ bị gián đoạn về công ăn việc làm và đời sống của họ. Người Việt mình ở bên này họ làm bên ngành nail rất là nhiều, cho nên họ bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Tôi thấy nhìn chung thì hiện nay những cái người mà làm bên ngành, những cái ngành nghề mà phục vụ nhất là nail của người Việt mình ở bên Mỹ, họ chỉ phải gọi là thắt lưng cọc bụng thôi để đặng mà cho qua cái cơn khủng hoảng đại dịch coronavirus. Mặc dù chính phủ Mỹ có những cái kích cầu kinh tế cho họ, nhưng mà nó chỉ đủ để cầm hơi thôi anh chị các bạn. Thì tôi cũng theo dõi tin tức trong nước, thấy rằng trong nước đã bắt đầu kiềm chế được bệnh dịch coronavirus. Đó là một cái điều rất là đáng mừng. Thì trong suốt mấy tháng nay, có tháng nay mình cũng có theo dõi, thấy rằng Việt Nam đóng cửa trở lại hồi đầu tháng 8, và dường như bắt đầu mình coi trên mạng thì thấy Việt Nam đã có chiều hướng sẽ mở cửa vào cuối tháng 9 này. Đây là một cái tin mừng cho những cái người Việt Nam đang sống xa xứ, trong đó cũng có Lợi Minh. Rất là vui. Mình theo dõi tin tức thì thấy Việt Nam đang chuẩn bị mở cửa cho cái mở cửa đường bay quốc tế. Tôi nghĩ là chắc ít nhất cũng tầng thứ ba của tháng 9 đó. Và tôi theo dõi thì những cái hàng không quốc tế như là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, họ đã bắt đầu chuẩn bị những cái chuyến bay vào Việt Nam đó. Họ đã có vé rồi. Hồi hôm tháng 9 mình kiểm thì không thấy những cái vé vào Việt Nam, thì trong tháng 9 thì cũng không có, đầu tháng 9 bây giờ là không có đường bay luôn. Nhưng mà cuối tháng 9, tuần thứ 3 của tháng 9 và tháng 10, thấy là Việt Nam những cái hãng của nước ngoài họ bắt đầu quảng cáo. Đây là cũng là một cái điều đáng mừng. Những người Việt mình ở bên Mỹ này tôi thấy họ cũng đang ngóng trông để về với quê hương nhiều lắm. Tại vì anh chị các bạn biết cái đất Mỹ này khi nó có những cái biến cố trong cái mô hình xã hội đó, con người ta họ bị cô lập, chứ không như Việt Nam. Ở Việt Nam tôi thấy mặc dù tình hình coronavirus nhưng người dân mình họ vẫn sống rất là khoan thai. Có nhiều người tôi vào Facebook tôi thấy vẫn vui chơi, tức là dịp lễ 2 tháng 9 này. Việt Nam có nhiều nơi đã mở cửa cho ngành buôn bán đồ, thấy rất là vui. Còn bên Mỹ này các bạn biết thì cái đầu tuần tới này bên này nó cũng là lễ, nó là lễ lao động. Thì những cái lễ của năm 2020 này thấy Mỹ cũng không có gì mà gọi là sôi động như mọi năm. Thường thì mỗi năm nếu mà không có đại dịch đó, các bạn biết tháng 9 này là bắt đầu rồi, những cái cơ sở thương mại họ bắt đầu quảng cáo, họ tập trung vào vấn đề quảng cáo marketing cho cái những ngày lễ cuối năm á. Nhưng mà năm nay thấy tình hình cũng không khá lắm, nhất là nó cũng rơi vào cái vụ vấn đề mà bầu cử của Mỹ hiện nay thì nó cũng khủng khiếp, phải nói là nó chưa bao giờ có trong lịch sử nước Mỹ. Đảng phái nó đấu đá với nhau quá dữ dội, nó đấu đá và nó chẳng sàng dùng những cái chiêu trò bẩn thỉu để nó hạ nhau, ngay cả kích động những người dân mà nhẹ dạ cả trong cái nước Mỹ này
họ xuống đường biểu tình gây bạo loạn và làm bất ổn cái vấn đề xã hội hiện nay rất là khủng khiếp. Các bạn đừng nghĩ là nước Mỹ, dân Mỹ là họ là có một cái nền dân trí cao, không phải là đồng bộ hết đâu. Khi nó xảy ra những cái sự việc như thế này thì mình mới, anh chị và các bạn sẽ nhìn thấy được cái vấn đề dân trí của Mỹ nó cũng tùy vào cái mô hình xã hội. Nhiều khi những cái vấn đề chính trị bất mãn trong xã hội, mâu thuẫn lẫn nhau về bè phái, đảng phái, nó sẵn sàng kích động những cái nhóm người mà gọi là lao động phổ thông xuống đường để đăng mà gây rối loạn trật tự xã hội. Nó sẵn sàng giết nhau bằng đủ mọi cái thủ đoạn của nó. Nhất là trong tình hình hiện nay thì các bạn biết ở đất Mỹ cái mạng người nó rất là rẻ, nó không có nghĩa lý gì đâu. Cho nên hồi mai nó giữ những cái tiểu bang mà nó thuộc về phe đảng dân chủ đó, nó rất là loạn. Tại vì những cái phe đảng dân chủ nó bị dân, nó bỏ ra đồng tiền, nó thao túng cái xã hội, nó làm cho những người dân mà họ bị khủng hoảng rồi trong cuộc sống về vấn đề kinh tế đó, họ ra quay qua họ bất mãn chính trị, rồi ta đập phá biểu tình, rồi giết nhau. Nhiều khi biết nhất là trong cái giai đoạn này, anh chị có bạn, vấn đề trắng đen ở bên Mỹ hở ra cái là nó giết nhau, nó bắn nhau. Coi tin tức trên mạng, coi tin tức hàng ngày bên Mỹ, thấy hàng đen với hàng trắng mà nó đụng nhau, nó có cái gì đó nó mâu thuẫn chút xíu thôi là nó xách súng nó bắn nhau vì xèo hết. Rồi ngay cả những cái dân da màu như da vàng cũng bị ảnh hưởng, thì trong đó là có người Việt Nam của mình. Trong cái cơn đại dịch này, dân những cái dân chống cộng ở hải ngoại nó cũng e càng nó cũng e càng lắm. Bởi vì người ta nói ông bà mình có câu mưu sự thì tại nhân, mà thành sự thì phải tại thiên. Bấy lâu nay nó ra sức chống phá xuyên tạc Việt Nam đủ cách đủ kiểu, muôn màu muôn mặt muôn hình muôn vẻ. Nhưng mà anh chị các bạn thấy gần đây cái khủng hoảng ở bên Mỹ này, nó đã vạch trần cái bộ mặt thật của cái xã hội gọi là tư bản chủ nghĩa theo cái tam quyền phân lập, mà mấy chục năm nay những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước nó đem cái mô hình tư bản chủ nghĩa tam quyền phân lập như là một cái quốc mẫu để nó xúi dục những người dân trong nước mà xuống đường gọi là chống phá lại cái sự bình yên của đất nước. Thì anh chị các bạn thấy cái gì cũng vậy, nếu mà mình con người mà sống nó không thật thì trước sau gì nó cũng lòi ra cái bộ mặt đạo đức giả của nó. Thì những cái thành phần chống cộng ở bên Mỹ bây giờ rất là e càng. Bây giờ mà nó rao giảng cái dân chủ của Mỹ về trên Việt Nam thì khó ai mà người ta tin được. Bởi vì truyền thông Mỹ bây giờ nó cũng đã phơi bày những cái sự giả dối của nó. Nó không còn tính cách gọi là thật nữa. Nó toàn là lừa nhau không. Tin tức truyền thông Mỹ bây giờ nó lừa khủng khiếp. Đấu đá nhau, tranh giành quyền lực với nhau. Cái người mà khổ thì chính là người dân. Anh chị em các bạn thấy chính phủ có viện trợ, những cái gói viện trợ nhưng chỉ đủ cầm hơi thôi, nó không có giúp gì được, giải quyết được những cái gì trong cuộc sống của họ. Hiện nay tôi thấy đang bế tắc, ngay cả nó đấu đá nhau vấn đề mà cái tiền mà cứu trợ, gói cứu trợ sau này cũng vậy. Hai bên đảng phái nó đấu đá nhau, chị các bạn, thì dân lao động phổ thông, những cái giới mà trung lưu rồi, họ lãnh đạn, họ lãnh đủ hết. Thôi thì mình cũng bị tới nhà rồi. Xin chào anh chị các bạn nha. Hẹn gặp anh chị các bạn sau. Lúc này mình cũng ít like, tại vì tham gia những cái diễn đàn chính trị ở nơi khác á, không có ở trên Facebook. Thỉnh thoảng lâu lâu mới vào xem những cái chương trình của mấy anh em trên này sinh hoạt như thế nào. Hôm nay sẵn có dịp.
chia sẻ với anh chị em các bạn một số tin tức đó đây. Xin chào anh chị các bạn nha. Bye 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 bye.